tranh của 96 chiếc áo thun màu đỏ để tưởng nhớ lại vào năm 1989, năm đó. Xin chào tất cả các bạn. Sáng nay cuối tuần thì trời nắng đẹp các bạn. Hello. Xin chào cô chú. Gì vậy? Xin chào các bạn. Thì hello everybody coi. Lấy tay lên con. Nói lớn lên. Xin chào cô chú. Giờ mình cùng đi nha mọi người. Hello các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi vô viện bảo tàng của đội bóng Liverpool để xem phòng trưng bày nha mọi người. Như các bạn đang nhìn thấy, đây là bức tượng của Bill Shankly, là một người quản lý của đội bóng Liverpool nhiều năm về trước. Theo mọi người nhận định thì ông là một người quản lý hay nhất từ trước đến nay luôn mọi người. Thì hôm trước mình có làm một cái video về tham quan sân vận động Anfield đó các bạn. Thì sau khi tham quan sân vận động Anfield, mình sẽ đi qua bên viện bảo tàng để tham quan phòng trưng bày của sân vận động Anfield và đội bóng Liverpool nha các bạn. Như các bạn đang nhìn thấy, đây là bức tranh của 96 chiếc áo thun màu đỏ để tưởng nhớ lại vào năm 1989. Năm đó thì vào trận đấu thì có rất là nhiều khán giả các bạn. Vì trận đấu cho phép rất là nhiều người đi vào một cái khu, cho nên là mọi người chen chúc, chen lấn với nhau á. Rồi ngột ngạt không thở được nè, chen lấn dẫm đạp lên nhau mà có tới 96 người tử vong. Cho nên cái bức tranh này để tưởng nhớ đến những người đó đó các bạn. Thank you.
Chơi chơi. Go, go. Who is the day where the eyes? Oh, sau khi tham quan viện bảo tàng xong thì mình đi ăn nha mọi người.
Hôm nay là sinh nhật của Tony cho nên là có mời ba mẹ chồng và chú chồng cùng đi ăn. Ở đây là cái nhà hàng Hy Lạp nè các bạn. Menu cũng có món chay nữa nè các bạn. Ở đây người Tây người ta cũng ăn chay nhiều lắm mọi người. Mình đi nhà hàng Tây hầu như là nhà hàng nào cũng đều có món chay hết á. For the four of us, she was free, it was 65 quid. For the stadium tour. How many people? Five of us. Oh, that's not bad. She was free, so it was only the four of us. That's not bad. Yeah, Ian does just as all the time. Excuse me. Would you have a little, would you have a bigger plate than that one, please? A bigger plate, would you have a bigger plate, please? Thanks. Ở phía bên đây là có cái hàng hoa đào màu trắng nè. Hoa đào trắng thì mình thấy nở trước đó. Bây giờ thì đã rụng hết rồi. Hoa đào trắng thì nở sớm hơn hoa đào màu hồng này. Phía đằng kia cũng có mấy cây nữa.